Lần đầu tiên đến tham quan vạn cảnh tại thành phố Đà Nẵng, ông Thân Trọng Phước, du khách đến từ thủ đô Hà Nội, cảm thấy khá thuận tiện khi vừa di chuyển, vừa có thể tra cứu các thông tin về ẩm thực, các điểm tham quan hiện có tại các địa phương mà xe taxi đi qua. Tất cả là nhờ các hệ thống wifi miễn phí lần đầu tiên được trang bị trên mỗi xe taxi. Có cái chương trình wifi trên xe, nó rất là thuận tiện cho khách hàng. Cái nhất là tôi có thể tôi truy cập tin tức ở trên ngay tại trên xe trong quá trình sử dụng, và ngoài ra còn tìm điểm du lịch ở tại Đà Nẵng. Đưa hệ thống wifi vào những chiếc xe taxi như thế này đã giúp du khách gặp nhiều thuận lợi hơn trong việc thông tin liên lạc, xác định vị trí, cung đường cũng như điểm đến khi tham quan thành phố Đà Nẵng. Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2015, hãng taxi sẽ phủ sóng wifi để tăng tính tiện ích cho hành khách, cũng như thực hiện thành công chương trình kích cầu du lịch của thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung. Sau khi thực hiện thành công tại thành phố Đà Nẵng, chúng tôi cũng sẽ thực hiện tại các tỉnh thành như Huế, Quảng Bình, Hội An và các công ty trong tương lai như Đà Nẵng, Tam Kỳ và Gia Lai, Kon Tum. Ở đâu có dịch vụ taxi tuyến xa là chúng tôi đều có lắp đặt cái hệ thống wifi miễn phí này, cũng để là thu hút cái khách đến với miền Trung và Tây Nguyên. Trong nỗ lực làm mới mình bằng việc ngành du lịch thành phố Đà Nẵng liên tiếp khuyến khích các nghệ nhân làm mới sản phẩm du lịch hay mở thêm các tour tuyến điểm du lịch mới, cũng như khẩn trương xúc tiến đưa các phố chuyên doanh vào hoạt động trong tháng 12 này, thì nay với sự tiên phong lắp đặt hệ thống wifi miễn phí trong những tháng cuối năm sẽ góp phần gia tăng thêm tiện ích cho du khách, qua đó từng bước thu hút du khách đến với miền Trung nhiều hơn trong tương lai.